Lại là ta không cẩn trọng để bị tráo mong thần. Ta xin lỗi đã nghi ngờ ông. Ông bị sao thế này? Nhìn ông yếu lắm. Chắc ta không chống chịu được bao lâu nữa. Có một con quái vật đang hút cạn nước đầu nguồn, khiến cây không đủ nước, làm ta bị thương. Ta linh cảm nguồn nước sắp cạn rồi. Khi đó cái cây chết thì ta cũng lâm nguy. Sao ông không đi đánh con quái vật đó đi? Ta và cây cổ thụ là một. Nếu rời xa cây này và ra khỏi khu rừng thì ta sẽ hồn bay phách lạc, khó mề tu luyện. Vậy thì ta sẽ giúp ông. Người nói thật chứ? Con quái vật đó đã tu luyện nhiều năm, không dễ đối phó đâu. Ông yên tâm, ta sẽ dùng chiếc rìu này để đánh đuổi nó. Ông đã từng giúp ta, ta không thể để ông chết được. Vậy hãy nhớ, con quái vật này có tim ở ngay hai mắt. Chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng.